Ok, chào anh em. Hôm nay thì buổi trưa nên đang ở văn phòng, sẽ ghi một cái máy nhà chơi tiếp con Forza King. Giờ công việc thì đang tạm ổn, làm xong hết rồi. Giờ tới hồi một chơi game thôi. Đây là con máy văn phòng tôi đang ghi một cái máy nhà nè. Nên tiếng mic nó nghe hơi khác chút. Nhìn chung thì tiếng mic bên đây nhưng mà cái gameplay bên kia không biết nó có delay nhiều không. Bây giờ để vô game đó. Thì tôi cũng đầu tư mua cái DLC dân game luôn rồi. Có cái DLC thì nó có vài chục ngàn à, nên mua luôn. Mặc dù giờ chơi chưa tới đó đâu. Thì thằng để nó có chỉ là mấy cái lo của mình á, là như cái thành tựu vậy đó, để mình vô đó mình nhận. Để mình đưa vô đó mình mua đồ, rồi mở game lên đó. Đang ghi cột từ xa nên hơi delay tí, anh em không gặp đâu. Tiếng mic thì không biết nó có ổn không, tại vừa đổi qua cái mic này. Để coi có điều chỉnh được cái gì nữa không. Này hiện tại thì con màn bên văn phòng thì nó chỉ có 60 fps thôi, nên vô đây coi chỉnh thử cái giới hạn rồi. Vì xin x2 lần sau, x1 lần sau, x1 thì nó vẫn còn trên 8 mấy lần, chắc được x2 á. Cái này không có giống sao là không cần reset lại màn hình rồi. Ok nè, cái loa to này là thằng để nó nói là lụm được mấy cái này của mình, có thể vô đây mua nào. Giờ tôi lụm được rồi, vô mua thử. Qua không biết mấy cái này là cái gì. Cái này 6 điểm thì có thể quýt cho vào, còn cái này thì chống lại ca gen trên vùng biển. Chắc mà cái đợt gen này tôi thua thì sẽ mua đầu tư vô. Bây giờ giống mua mua nhân vật nào, hoặc cúp nè, không biết nó có mạnh không nhưng mà chắc mua thử thôi. Thì có thể là bây giờ chưa dùng được, cái lần sau mới dùng được. Còn mấy cái này là mấy cái vũ khí, còn 5 điểm chắc mua được cái 4 3. Này trường băng này màu đỏ luôn, thiệt đi đó. Mấy cái này thì mua chắc không biết là có gặp không, có mua sẽ đầu tư cái trưởng này hoặc là cái này đâu. Mấy cái kia cùi thôi, còn phía dưới nữa bây giờ có 5 điểm à. Cái này thì nó đẹp, chắc là mua thì sẽ mua cái này. Nhìn cái kiếm nó ngầu quá, nhưng mà cây này giống cây đao của Hoàng Vũ, nhìn cũng ngầu nữa. Nói chung cái ngầu cái đẹp rồi, mình xem nữa em ha. Tiếp tục chiến trường thôi, mình không có đổi được đây nữa, chỉ có đi tiếp thôi. Đây hồi tối thì quên mua cây thổi cho thanh niên chiến binh nè. Hiện tại bên đây là miễn được băng là hai cái miễn nhiễm của mình. Bên đây cũng gì luôn, mình vô đây hả. Ủa sao có mình thanh niên này vậy, vô phải vô hết chứ, có giới hỏi gì kia kìa. Bạn vô thì chỉ có một người vô hả, con này thì nó không chảy máu, không bị thun sóc. Này như đánh cá nhân rồi nhưng mà nó có thể bị bỏng. Không thật, chắc hai tôi nó sẽ chết, mình né được lửa nó luôn. Hay vậy, đây được một cái lo nữa là cái này để hồi ra mua là nó nằm góc trên bên phải nè. 3 luôn, 3 trên, không cần, không vô rồi. Chỉ một trao đơn giản vậy đó. Bên này đã mở cái cung điện của cái mà cái gì,
mê cung của vị vua. Chúng ta coi mày có giới chấm hỏi chấm qua thử. Lực lực thì chắc cho thanh niên chiến binh này. Chiến binh vô đi. Bây giờ có 35% mà xài 2 điểm luôn. 88 thì kiếm khá cùi, đây là kiếm dễ vỡ nữa thì tốn thời gian. Mày cung level 5 á, mình level 7 á, nên chắc không cần đi đâu. Ủa nó mới mở cái gì nãy không biết. Đây hả, vậy là phải đi bộ về á. Này rồi, này rồi. 3 ngày em tuôn cái đó. Vô đây mình mua cái tẩu. Không được rồi, cái tẩu không mua dùng được rồi. Đi sách ngon hả? Sách này sách trắng là ngon, không ngon hơn nhiều. Sách tím này có thể ngon, nhưng mà đam nó hơi thấp. Nên tạo lại thôi. Để cho thanh niên chiến binh mua cây tẩu lên level 2 cái đã. Hôm qua là quên mua. Đây, đã mua. Anh tạo đi. Cái tàu này tàu của thương nhân, mình có thể mua đồ trên tàu rồi được. Hai cái này không ngon, không ngon luôn. Cây cung thì cũng không hơn nhiều. Cái que này có thể so với pháp sư. Cái đàn này tới 5 nốt nữa, 18 đam nhưng mà 5 nốt nữa. Cái này 20 đam mà 4 nốt à. Cái cây gậy này giống hệt cái cây mình đang xài nè. Chắc không đổi đâu, chứ bán bớt đồ thôi. Thôi vì không xài mình bán bớt. Đang ở tuần chiến binh thì chuyển qua chiến binh nó bán. Đây cái kiếm cùi mà dễ vỡ ha. 1 đồng à. Khi mình đeo cái này cũng á, tại cái hiện tại của mình thì nó tăng phép cái tổng một di chuyển thôi. À cái kia đấy 1-2 đồng con dân lắm gì. Không có gì hết, tàu để 3 năm không đánh rồi. Không cần phải động thủ. Đây là gặp bị con Kagen cắn nè. Quất. Con này thì bị nhiễm với nước và lửa luôn. Ủa nó đánh vô tàu hả? Thôi chết tôi rồi. Chắc mình đánh cái dòi đó, chứ không phải đánh cái đầu nó chứ đâu. Né hên là né được. Mắt nó làm gì đây? Trời tăng 15 kháng phép. Kiểu này khó nha. Giờ cố gắng thiêu đốt mà được thì thiêu, còn không được thôi. Bán thường thôi. Xuyên cái nữa thì nó mất cái dồi.
một rồi, rồi đánh một rồi đó đi rồi. Sửa tàu, sửa tàu, nhớ nãy có cái sửa tàu á, bộ sửa tàu mình gửi cho ai đó, chiến binh phải không? Đây không dùng được vậy chắc quay về cái chạm tàu đây mới dùng được, giờ mới biết con gà game nó giàu. Đây dịch vụ đây, sửa tàu sửa đâu, đèn thun chiến binh có thể giờ nó mới sửa được. Đi có tàu chiến xịn luôn nè, 200 đồng nè, cái chơi tàu luôn á đó. Đó tám áo chơi mới chơi tàu này chứ. Tuôn tàu lại thu luôn tàu này, sợ không có thu được ta. Là mình có tạo rồi, bỏ tạo rồi cũng đi. Bây giờ nhiệm vụ mình đi đây nè. Quên đó, mình còn giết con này nữa. Không chưa gần đâu, đi giết con kia trước đi. Bấm lộn rồi, tả tàu ra đây mới đúng. Đó đi thôi, cái chỗ đó nó còn đó đâu đúng không, này mới đúng. 120 tiền cho bà bảy thôi, vì sao đó, quán bao cũng thôi nó qua được. Cái này dùng bộ não, bộ não thì để cho thanh niên kia đấm nó trước đã. Cái bớt này thì mình có thể đè nó xuống cho ở cái mục tiêu nó tốc độ nó lùi ra sau nè, cứ đánh bình thường thôi. Chung giờ mình cũng mạnh dữ rồi, một tôn diệt ổn luôn. Mới đồ có tiền rồi đó, có đồ gì nó không? Mỗi tiền thôi hả? Cướp level 5, động level 6. Bây giờ đang tuôn có hơi xăng, hơi xăng về tạo thôi. Thấy kho báo level 6. Em tuôn đó, em tuôn để pháp sư đi, đây có ý điểm này có gì rồi. Gấp luôn rồi, tàu lên qua năm, đi điểm chấm hỏi rồi trước, lực thì chắc để thanh niên chiến binh thôi, rồi lên, hai điểm luôn, 88%, trực nắm, gì đó á? Đấm thôi. Thằng nào đây? 12 đam. Nó có 6 khăn phép.
tốc độ nó khá là cao. Học cái là tới học luôn ở đó. Đạm 4 đạm mất 260 tiền rồi. Phải giải quyết nhanh gọn nó chứ không hồi được phá sản. Tí nữa là tán vào bài đảng cái đó này. Thực hại cái cung lò sạch, sạch tầng 7 mày máu. 7 né tránh còn 7 tiền, 7 may mắn. Cái này 8 né tránh mà không bị trộm, không bị trộm tức là dòm hết tiền vô này được. Nhưng mà cái này thì nó miễn kháng vô nguyên tem không bị sốc luôn. Cái này có khi vẫn ngon hơn. Thôi chắc giữ thôi. Lên tàu đi thôi. Giờ không ngán cả game. Thuyền nó lặn luôn. Kết thúc. Rồi bây giờ mình đi được vô đây nè. Lấy đi đường sông thấy nó gần hơn. Tại sao mình lại đi đường bộ? Thiệt. Ngu sao ngu dữ thiệt. Rồi vô. 2 6 mình 3 con level 7 luôn. Mở không? Không có cuộn giấy giám định thì áo áo sao thuộc 4 kháng 4 thanh lần. Hiện tại cái vũ khí của mình là đeo cái gì? Số trí tuệ hay là ta lần đó? Coi lại nhé. Vũ khí theo trí tuệ là không đổi được. Nào cái vũ khí ta lành nó đổi qua 66 12 kia cũng 12 rồi. Mà cái hiện tại thì đang có tăng một kết nữa. Cái hiện tại vẫn ngon hơn nhiều. Tiếp thôi. Giống chị lúc trước là gì? Lít nữa là đúng rồi. Chị ăn hành lần chưa sợ hả? 87% mũ và kháng phép. Nhưng mà gán diệt ngọt người trong một tuần đó. Gán diệt ngọt thôi. 2 độc luôn. Một cái cuối trời. Bốn năm phát một thiệt khủng khiếp rồi. Sợ mập nó đánh nó 2 máu à. Đam mình lên 50 còn 3 máu à. Uống thuốc dễ độc mới mới được. Máu chưa cái
thuốc giải độc ta. Thôi chết tôi rồi. Thanh niên này phải cắn máu rồi. Đây là có thuốc giải độc hả? Mà không có đưa cho anh chiến binh được. Rồi xuyên nhẹ nó cho chết đi. Tiếp theo đánh con nhỏ. Nhỏ này hai tôn là xong rồi. Lúc cần thì không ghét đây. Nhưng bây giờ là hai tôn này vẫn chưa dứt điểm mà được. 6 kháng phép tiêu đốt có thể dứt điểm được. Rồi, chết thằng niên này luôn, mất một máu rồi. Quá hoang nghiệt. Bye bye. Tưởng ảo là một level tính đâu hơn. Trăm vàng, nón tím, 5 điểm trí tuệ được nè. Nhưng mà mất 3 đam, 5 điểm trí tuệ, 2 điểm tách nữa. Con này đâu đánh sát thương vật lý đâu. Đeo vô thì nó mất 1 đam, nhưng mà nó tăng cái điểm này lên khá nhiều nên chắc đều tạm. Còn nữa hả? Còn nữa thì gửi kháng độc qua cho anh kia. Thanh niên này phải cắn cái máu nữa. Hết máu cho tem luôn hả vậy? Dễ gì quá. Rồi bán gì? Có bán máu thì nhiều mua hết, không có bán thuốc kháng độc. Cái này gù lúc phích hình như mình có rồi, lúc phích chứ hôm qua mua nhiều lắm mà mua tiếp đi. Làm chín độc này hồi 5 máu hả? 19 đồng hồi 5 máu cũng được. Rồi. Ủa? Mua xong rồi nó đâu? À không. Cái này shop mới đúng. 126 đồng. Thì à, coi rồi. Cũng không có luôn. Ừ đây là đây. Không dùng được là sao đó. Chắc có thể dùng trong chiến trận thôi. Để coi cái áo này. Không ngon, không ngon. Cái kiếm bà bộ não. Nhưng mà nó sẽ chuyển sát thương của mình thành sát thương vật lý. Đam 20 không à. Hiện tại mình đam phép vẫn ngon hơn. Trung đoạn này chưa có gì hết. Đi thôi. Quá là mẹ rồi. Cảm thấy nó mạnh thiệt. Không nghĩ sơ sức được. Cái mình dồn đam chết ngon nhảy nhảy này. Gì đây? 32, 32 mà nó 8 tháng không được. Nó sợ chiêu này thôi. Chết đi. Con bà tôi mới dưới đường còn rồi nên nó hụt luôn. 32 máu rồi. Tiếp theo là dòm này.
cho nó đánh cái tôi sao mình hạ nó luôn. Không không dồn này đi, bạn này đánh cũng không có mạnh nhiều. Mười tám tám đâm được có tám thì xui rồi, tính sai rồi. Hiệu ứng này hướng gì ta? Người tính không bằng nhân phẩm tính. Đầm nó nghe nó còn một máu thì chứ. Bị ướt. Bị ướt là không có còn kháng được gì hết. Kệ không sao, không chết rồi mà. Điểm sáng. Điểm sáng này dùng nóng cùi. Chuyển máu cho mấy hình liền kia được. Yếu quá rồi. Cắn đi, cắn đi. Cái bình máu cuối cùng nó lấy 270 mấy tiền, phải giết nó trước, buộc phải giết nó trước. Độc lại độc, nó thu dễ rồi. Độc rồi chắc khó trúng bảy mấy trăm. Hy vọng tiền ở trên hết. Gấu 78, con này 55. Đánh gấu, đánh gấu ba thôi. Bị nó chói à, mất tôn luôn rồi. Bị tôn luôn. Tụi này nó combat kinh quá. Chuyển về con này. Ba thằng dính độc hết luôn. Không chuẩn bị trước khi vô đây là sai lầm. Gán nó chết không? Chết là lộn con này. Quên trộn một xíu. Ok, dù sao cũng xong rồi. Lỗ măng tôn nữa nha, lúc không cần thì nó lại giết rồi. Một ma giết đam cũng được, thu luôn. Không không có chuyển máu dần kia, không chuyển là kia có khi chết luôn. Cỏ cuối cùng là xài đi. Thằng giữa này tuôn sao chắc bơi màu rồi. Cả ba đều dính động. Đánh ngọc trai trước. Bên nổ đèn nó phá mình rồi đó. Chuẩn thì nó chết đủ một đòn luôn. Năm mươi đam với quái bay và 50 đam với quái độc cũng được. Chuyển bánh quy quy, chuyển bánh quy luôn.
này để làm gì ta? Đứa cái bánh quy đi. Chắc cắn vào kết vô. Bây giờ đang trong tình trạng phải đánh hai tuần nữa rồi xử lý con này mới tới boss mà mình rút lui không được nữa. Hai tuần giết được này không ta? Nó 13 cái phép tuần sau nó báo có điểm phục tết bạn dính độc. Đầu tiên điểm thì chưa chắc, đầu tiên điểm cho nó chắc có mấy trăm cuối cùng là... phục tát cho cả chỉ số thấp quá rồi giết nó. Sao hết tiền này đi. Ăn cái nấm nó làm gì ta? Sống vẫn sống rồi giờ mới gạt con này rồi né mẹ nó không đúng đen luôn á. Mày vẫn còn máu nữa. Một nữa giết đua lên trước giờ nãy đánh ra thì làm nó không được. Kháng mình đi này kháng yếu rồi cuối cùng mới luôn cùng này tăng né tránh làm đầm với quái bay được ở trên nó lại mất một đứng máu mình hơi đi tiếp con này phải giết nó trước không giết nó nổ cái chùm luôn á. 12 đam và 36 mà đánh 0 thì 23 thử cái này thì nó tập thì nó không sao 53 90 dầm 90 dầm dẫn hụt 90 phần trăm dẫn hụt đó đội gì thôi. Lúc không cần nó để đi giết liên tục luôn thiệt nghe em một vài miếng vẫn đủ này cùi bắp mất hại tiền rồi hồi đi kiếm cái chỗ hồi tiền mới được cắm chạy được không. Thank you.
Trời, nó còn cái bẫy nữa. Chùm rồi mới cái vòng vòng túi. Là chắc cắn thuốc rồi. Chưa kịp cắn là chết luôn. Biết cái nấm là cái gì, lần nào cũng sắp chết thì cắn hết đi, cắn đường cái à. Tăng 25 né tránh ngày hồi 5 con chết. Mỗi tuần trắng cái thôi. Nằm máu. Chết. Kéo bộ vậy. Một cuốn tiền rồi. Tham ba thì bắn kiểu này. Tiền giáp nó 12. Thu tiếp 14 máu, 14 máu tuần này có phải nó chết. Chín mốt phần trăm không có đi. Gì đây? Tăng cái à? Tăng cái phép à? Không sao. Biết gì xét tại vì chơi thử nha thôi. Chết luôn. Né được. Còn in. Lên lại. Chết rồi. Đâu, 24 máu gì xong rồi. Đi đốt hả? Đi chiến này tàn đạo quá. Miễn nhiễm với chọn. Đây, sách ngon. Quá ngon luôn. Áo này giống thịt cá đen mà. Chào luôn. Mở được cái tháp bên này. Vedot là chúa tể nữa, cảnh báo mình. Giờ đi đến cái Hatta. Giờ về Phagis thôi. Giờ đi giữa đường gặp quái nó đập thế mình chắc cũng chết nữa. Trời mưa nó nên đi chậm. Hai tuần nữa. Rồi không dám qua đâu. Hai giữ chăm hỏi luôn. Nghỉ ngơi. Bây giờ mua được tủ đỏ nè. Không có bông dễ độc.
Đồ này quá cùi rồi. Cung 18 à. Cung 18 4 mắt. Cung này 15 3 mắt. Rồi có thể đổi cung cho anh đi. Giờ thì ngủ đã. Đây 18 đây. Được. Này bán có hàm mai tiền đồ đỏ mà có hàm mai thôi giữ đi. Cùng này bán luôn. Hết nhiệm vụ. Nói chung có sách ngon rồi, mấy cái này vui hết rồi. Giờ đi kiếm cái giếng gì, nhớ có cái giếng nó hồi mấy điểm máu nè. Hụt lại bị mất thằng Thun luôn đó. Trí tuệ không. Để con này 50 mét bây giờ không có tác dụng gì cho anh. Tượng này 24 mét. Con này level 5. Ui. Đi vô đây thì có cái sự kiện nên chắc đi đường ngang rồi luôn đấy. Còn nữa sự kiện này cần cơ bắp là phải có một chiến binh đi rồi. Con này đi đến dưới đây, chiến binh nãy bị mất tôi đúng nhỏ nên cầm cung rồi lên đây có event gì lên đây. Không có gì hết. Này lấy điểm may mắn. Điểm may mắn có con mèo. Mèo đâu đây, đây. Mèo đây. May mắn lên 83. Quăng đồng coin 88. Uống. Cộng 3 máu tối đa. Một điểm focus, 2 điểm né tránh. Đương nhiên lấy né tránh này. Chút nữa xuống tàu ở đây. Một tay đi. Ba cơ bắp. Không. Con này làm gì có cơ bắp. Tạo bên đâu con tàu 200 ai giữ rồi. Đây chiến binh giữ con tàu rồi, chiến binh nó ra đây mới được mình tôn thôi. Chiến binh ngày đẹp trời đi thêm hôm nữa rồi.
Đi thôi. Có cái tàu thương buôn. Áo này cho khỏi xăng được. 200 tiền đầu tư luôn. Giờ một chỉ số nhỏ rất là quan trọng đó. Áo pháp sư, áo pháp sư đang áo gì? Áo này cho pháp sư cũng được. Thôi hơi tốn tiền rồi. Hai cái khiên cũng được, chiến binh cầm khiên được không ta? Không, chiến binh cầm cung này không cầm khiên được. Kiều cũng không được nữa. Đi thôi. Này cái gì đây? Tàu có thương buôn. Đây có cỏ giải độc này, mua hết. Tăng ép không cần. Đây bà sẽ thương vật lý đây. Bốn né tránh, sáu ghét, bốn tóc, cộng dây chuyền. Hai kháng, hai phép, một ma thuật. Được luôn. Bắt đầu cổng một đồng à. Cuộc đời nó trở nên khó khăn hơn rồi đó. Bán nào, giống hịch cái đèn xài bán luôn. Áo này thì nó thua được một điểm focus chứ không có cái kia bán luôn. Nón cùi bán. Nón 2 đồng à. Nón này 12 đồng. Nón này chắc chữ. Nhẫn không bị dọn nó bán luôn. Đây cái nón này gửi cho thanh niên chiến binh. Này cùi bán. Mới có hàng mới rồi. Có mới phải nới cũ liền mới được. Whip. Mấy cái này có thể cầm đi được rồi. Bye bye. Nằm tuốt bên hướng đông luôn. Gì đây? Không không, lại cũng được. Ôi không được cái là mất luôn hả? Không cho cơ hội luôn nè. Điểm tha lành, điểm tha lành của thằng này khá là thấp. Được đầu tư đi chắc ăn. Tại chưa biết cách sửa thì sáu à. Sáu sáu à, nãy mình chết mình mất cái điểm này rồi, mình vô đây mình còn nguyện người được. Sáu à. Tàu này có 5. Đi ngang đi. Ngọc trai 68%.
96 nhập 96% hút lũ đạn 96%. Bây giờ mình bắn vô nó không có xuyên giáp, 3 phát vô được có 24 đập. Thằng này tránh ra tay. Thằng né tránh luôn. Phải đấy. Mình càng nhớ nhỏ chúng nó càng bốt nó lâu. Xong. Giết ngực. Này giờ mạnh dữ vậy ta. Một máu kìa. Ủa dung thịt cái mình đang xài vậy? Ba bốn ta làm gì đó. 2214 miễn như đóng băng không hơn nhiêu. Điểm tha lành mình thì chưa cần, nào có vũ khí mới đổi. Hiện tại lấy giữ có 4 điểm lết nhưng mà miễn được cái đóng băng thôi. Non này non trắng à, máu nhiều ta. Cái gì đây, cái gì dưới này đây, không biết cái này là cái gì. Tám tám dòng cái đó để pha chấp. 300 bản đồ kho báu xài sao, xài sao. Này không có cuốn phép đâu, không có luôn. Tạo một cổng dịch chuyển vị trí hiện tại đến vị trí đã chọn trong một phạm vi nhỏ. Cái chỉ số này phụ thuộc vào chỉ số mà mình trí tuệ. Bỏ tất cả các đám mây ở vị trí hiện tại hả? Cái này phá 7 nè. Cái này là cái gì? Chỉ sử dụng trong combat, mục tiêu là nguyên định đội ngũ, phá giải tất cả các lời quyền cho đồng minh. Hồi phục các điểm focus luôn, khiếp vậy. Này đưa mỗi đứa một cái. Anh ơi cho em xin tí máu. Cộng 5 né tránh. Thôi sao lấy cái điểm này.
Trời. Đúng rồi. Và thấy này được 5 điểm may mắn của anh niên thợ săn. Thôi bỏ. Người châu phải không? Không. Gì đấy? Xác sống hả? Rùi ngô thôi. Tìm một cái hang nhỏ. Pháp sư thanh niên thợ săn. Thợ săn giữ thuyền. Vụ mình đi đến đây đúng đường rồi, đúng đường. Lại tốn hàng máu 73. Mất tích thôi rồi. Cái trưởng này rất là mạnh luôn nha. Đam rất là cao luôn. Đuổi ngồi à nữa. Nhưng mà nó tới 5 hộp. Này 18 một hộp nè. Cái này được. Đam tối đa nó là 18. 4 phát thì đam tối đa nó là 40. Lộn đây cá ngon á. 4 phát đam tối đa nó là 40 á. Chào xuất hiện đây. Lấy vàng đó. Sẽ thủ bóng tối. Mình luôn thôi. Đợi thanh niên này xuống. Mình luôn. Mình cái hồi máu này. Đâm nhau đi nó né đánh một máu rồi đó đùa nhau à. Chắc hắn một điểm focus năm 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 hai bốn vitality mất 4 điểm vitality được. Mày gì đây ốc đảo à. Phục đầy đủ. Vì có khả báo rồi. Tuần sau đi lên lấy cái tuần này. Đấm nó tới rồi. Tới tới tới
con này sử dụng tàn tảo luôn. Bye. Không đồ luôn. Cái này cho pháp sư cùng ngon bốn mắt cái gì cũng hơn hết chuẩn bị luôn. Chỗ này ai bị thọt quá đi đến đây nó cho đồ chống hịch cái đang xài. Vô hàng đi. Level 8 mình 887 chơi được. Lão già số 1. Ba anh chấp mình em. Chấp muốn mà không có hiệu ứng làm mướn. Gặp gặp mình chấp. Phép 95 luôn rồi. Tiếp. Bán bớt đồ cái đi ngủ. Năm chín năm bảy chín trí tuệ mất 5 điểm trí tuệ nó hơi uổng rồi đeo cái này xác sức lắm ngủ giấc 66 tiền. Chưa mở nhiệm vụ mình là xuống dưới chỗ này là phải đánh vô đi qua chỗ này dọc xuống tiếp sau cũng phải đánh nào. Gì đây chính không được người mà tám được chính không sao né cao cái gì. Cái gì vô kêu ngủ giấc cũng được. Trời tướng sáu có khi chết luôn á.
6% mà với mạo hiểm đầu tư chứ còn 6 máu à. Bây giờ mới đi xuống chỗ này, lên chỗ này hai cái động hai quỷ. Bán mặt quá rồi, không được rồi. Được cái này được. Cái này cũng được nữa. Cái này cũng được luôn. Cái này đâm phép. Hiện tại nãy giờ thấy kháng phép hơn nhiều. Rồi giả. Dạ. Thì cũng dễ bỏ thôi, không xài đâu. Lúc băng. Được, tuần sau đánh đó. Giờ đi ngủ giấc. Bây giờ chiến binh mua được cái cây này, cây này 3 điểm tham 6 vẫn ngon hơn. Được quốc. Thưởng 750 lần, 750 bốn con bốn bộ não. Cái này ba bộ não 22 đam, 32 đam trên rất là mạnh luôn, nhưng mà nó bay chuyển sang đam được lý mà không được. Mình chiến binh nghỉ ngơi nhé, đi đi bên nhau. Đấm con này trước mới được, đấm này xong mới có đường rồi đó. Rồi ghi máu đã, rồi vô chơi. Ba con hay lửa, không con nào bị sốc hết, con này không bị sốc vì đánh con nhỏ trước. Tôi không bị đây rồi, tốt nhân viên nhỏ chứ tôi đây. À, để tránh cào trạm 7 thằng để tránh cho tay. Đánh thường, thường 25, 23 máu, hụt đi, né tránh 83 này, không lẽ bị đánh nữa. Bài 4, đánh gì chỉ cần 23, 2 hộp đúng rồi. Có tiền rồi đó. Ba né tránh 3 hồi máu của bắp.
Nghe vào 9, mình 3 hàng 8. Chưa gọi. Giờ đi vô đây có khi nằm giống luôn á. Một phần trăm tỷ chết. Thì giờ anh phải đánh con level 9 này, đánh thử con level 9 này phát. Thấp quá. Điểm chặn đường này. Châm máu à. Rồi đánh hai tôi mình chết luôn. Giờ chỉ có nước chảy thôi. Quay lại 3 đến 1 thì sợ chiến binh này chết. Cái điên vọng hả trời. Chết rồi, phản đam rồi, bị nó đánh trước hai cái. Nó đánh hai cái chết luôn thì này không bị sốc. Nhưng mà có thể bị lửa. Không bị sẽ thua. Đánh thường nó được. Rồi về nằm viện hết 3 lần. Mỗi đứa 66 thì thêm tool cũng thiệt nhân phẩm. Để tính ra mất mẹ hai tool không rồi. Mà anh tốc độ né chào.
8 thủ mà nó còn bắn cái đó. Đổ bắn chết mình nhớ. Chỗ này có khi mình đi đường biển á, qua đây đi đường biển đi. Không được. Vì vậy chết không? Này cái gì ta? Giá chưa khổ hả? Level 10 thôi thôi thôi. Đến phần kết như đây hồi phục ở trên được 2 kiếm phần kết. Mình đi vô đây mình nhận cái web đó thôi. Rồi mình ra. Tổ 3 có 375. Được. Cái này ngon nè. 21 đam. Cung này cũng quá ngon luôn. 469 đồng. Họ đi mượn tiền. Cái kiếm dễ vỡ không sao.
đánh con rồng ở đây. Không có điểm phục hết. Phải xuống cái hang là đánh trước đó. Đường đi qua rồi phải đánh con đường chính này. Đang đun này nghĩ à, game này nhân phẩm với đau đầu quá, đi con chấm giữa trước. Bị cho tôn luôn rồi, mất tôn rồi. Phải có đồ mà miễn lửa mới được. Đánh này trước, ngọc trai sao? Mà nó không bị tuôn, không bị đây, không lửa, không chảy máu. Đánh bình thường thôi. Chấm 2 đam mà giết không chấm 3. Mất hơi nhiều máu rồi. Bây giờ ba cái đồ hồi máu rất là đắt nha. Đánh bom trước. Con này thì đam nó rất là trâu luôn.
nhưng mà mình có 50% đam với nó, không bị tuôn, không bị đầy, không chảy máu. Hai đào một chút gì đánh hai tôi nhất mình bay màu luôn. 32 không đủ xuyên giáp nữa, đánh này thôi. Rồi 28 đào, 28 thiêu đốt chết rồi, không nó đánh xong rồi nó mới chết. Thế tôi này tuần sau chắc nằm hết quá. Bây giờ cắn máu như cắn thuốc nước lã gì nè. Dính độc, dính hại độc luôn. Sốc nó mẹ mẹ cái rồi đó, không tôn được nhưng mà 41 đam cũng được. Chết rồi, nó không chết rồi. Né tam bà là rồi, điểm mắt nữa, 88 nãy giờ nó đánh rất là kỳ hục luôn. Tiếp gì đây, nói tí gì đó, 200 máu, không bị tuôn, không bị đây, sốc thôi, miễn kháng như sốc. 42 đam dính lửa. Sáu máu, 34 lửa, 20, 40 đủ chết rồi, hai máu nữa chứ, 15, 55. Di chuyển đâu, mèo đen cộng 5, tay cái giày gơ dồ vô, may mắn 80. Muốn lò cái nhập phẩm nhiệm vụ ba bốn một này, miễn nhiễm với nước nè, để một hồi cái gì sách tầm nhìn
Tại tối cũng nghe không xài được, nên tôi chiến binh mới xài được. Tối rồi. À, mình còn nhiệm vụ đánh con bên đây. Điện cái nhưng hồi chồng phải rồi. Có chữ XP không thôi, đi dẹp đi. Mình đưa vào chính của bắp rồi, tán nó nhanh này đi thôi. Sao mà đánh hụt liên miên vậy? Ba thằng dính độc ba viên luôn. Tự nhiên mới là thành đến một cục lúc trăm đời rồi không đồ luôn lỗ rồi. Cái bông giải độc thật sự chưa giải được. Từ nghĩ đó một giây thì là được. Sáu mươi hai cái chấm cái hàng này chưa đi hết rồi đi luôn. Ủa mình level 10 đi hàng level 8 gì nữa. Con này giáp cao cái phép yếu, giết giết con này trước. Cái con đầu sừng này con này dính hai độc nữa đó.
quên đó. Máu mặc dù ngủ tiếp còn 8 máu nữa. Nó hết tôi rồi, để đây. Ba máu độc với sáu máu phục rồi giết tướng là được rồi. Ba thằng còn đúng chấm máu luôn. Mấy cái nấm là cái gì đó? Thử ăn nấm được không? Không luôn. Bây giờ máu trắng chảy ra nè. Phần sống thôi. Vô gặp boss thì ngáp. Qua được cái thun đầu có khả năng sống, ba thằng đều dính lửa. Đây đây vô cái con này hai mươi hai lát đam. Chết luôn rồi, tập trung vào này
một máu lại tôi chết. Chết chắc rồi. Nhắm né được không? Né không được thì đừng sao né. Một chết. Chịu né cho đồng đội. Né. Né 8200. Xong rồi nó đánh một cái hai tuần nữa chết đi. Một cuối hả? Đeo đồ vô nghèo đôi giày đất 80. Tiền lo phẩm nhiệm vụ hết đây. Mất 5 điểm trên nữa, cộng 5 điểm trên nhé. Lúc phích được cái áo rồi nữa. Áo là mất 4 điểm trí tuệ mà 15 với 8 một tổng kết. Rồi giờ về hành dưỡng sức thì nghỉ ha. Đi còn có báo đây. Né tránh 4 vô phải ti. 5 may mắn. Mình về. Đôi giày này hợp cho anh kia. Đôi giày này hợp cho anh thời sang. Gửi đôi giày qua. Mất 3 sẽ thường nhật lý nhưng mà không sao. Này đeo lại đồ nhé. Ủa giày nào ta? Con này đâu cần 5 xe trên làm gì? Giày những chiến binh là cái gì? Họ đánh này nữa. Có tiền người mua cái gì đó chứ. Thợ săn cầm cái đó hộp. Nhưng mà nó màu trắng à.
Thôi thời xăng không cần đâu. Nghỉ ngơi đi cơ. Pháp sư. Năm máu không đáng kể, tốn tiền lắm. Nghỉ ngơi thôi. Đây. Khoan, quăng ba cái đồ gác qua cho thanh niên kia bán bớt. Chiến binh. Miễn nhiễm với nước để dành, để dành. Muốn điểm trí tuệ miễn với lời nguyền. Không cần. Hai hồi máu, ba giáp mà mất ba né tránh, khí lắm. Năm may mắn à, cầm thầy gà hơi vô. Bán luôn. Hai hai tám. Dây chuyền 228 gửi ăn vợ đen này. Năm 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 hai. Áo mình có khả năng xài dữ rồi. Bốn trên. Sale. Sale luôn. Năm mươi nghìn trăm đam với quái bay là mấy con này nào? Để tí, để tí. Gửi mail cho ông sếp đó. Rồi, ok. Bây giờ 50% này nó linh dữ không? Hai giáp cũng hai đam 8 ghét. Rồi giữ đi. Niên này còn gì bán không? Áo này cùi hơn nha hiện tại. Cái nón 777. Để cho pháp sư cái gì nó lụm đồ nó đeo vô. 3 sát thương tí, 4 né tránh. Cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cái đang xài. Này 2 né tránh 3 ghét. Cái đang xài ngon hơn. Rồi, anh đi này rất đầu tư cái búa nè. Cây này chưa cần, cần cái búa hơn. 500 tiền. Ok. Bán cái búa cũ rồi. Giữ lại đi phá cửa. 10 ghét 6 phép 3 giật. Không được, mà chứ không cần. Không xài gì này. Có hiệu ứng dễ bỏ không? Không. Cái này 24 bán đi. Còn nghỉ ngơi tí đi. Bây giờ thiếu cái thuốc dễ độc. Không biết xài cuộn giấy sao nữa đi coi thử. Xài thử cuộn giấy nghỉ. Này gì đây? Khu vườn. Bây giờ những cái quét đánh này nè. Level 8 là đánh luôn nghỉ hả? Cùi lắm. Đánh nó có 3 tuần.
Chim hai đầu à? Ủa, hai anh chim. Không bị sốc, không bị thương, cứ bắn bình thường thôi, không bị thiêu đốt luôn. Đuốc cào 38 không yếu. Ủa nó không bị sốc mà. Ừ có bị sốc. 22 đâm lát 52 có khả năng đóng băng. Ok kìa, sốc của anh này đi, sốc phá kiểu nó. Anh hùng xả điêu. Phát. Không phát. Đóng băng đấy. Chưa kịp băng nữa. Sốc. Không băng lửa điện rồi, bộ ngon rồi đó. Phục nào. Điện nè. Thử này à. Cái này 5 thì đẩy đến được. Gì vậy? Giật mình bấy lơ á. Không bị sốc, không bị tôn, không bị gì luôn. Mẹ. Chào cái đây. 23 chống được 2 thun nữa. 35 2 thun nữa. Không bị thiêu đốt, không bị gì hết. Nhưng mà đánh lan thì 13x3 39 nữa. Tăng né. Trời 96% hụt 2 cái. Giết con đi. 23 đánh gái chắc chưa chết hả? Né 44 dầm né à. 20 chúng chết luôn. Không. Vừa đủ đam đó. Đủ đam luôn. Chiến binh rồi phải ngủ rồi. Thở sẵn đó. Ủa anh giết gì nữa đây? À giết con dưới này. Nghỉ ngơi cái này xuống. Viên nào chúng ta? Đi đường bên phải cũng được, bên trái cũng được. Đi bên phải có gì hồi ghé cái bông. Giờ có tiền dư giả thì mua một cái đi. Ngủ. Ngay cái làng này. Ủa cái đây có đường nào phải không? Không, không có được. Con mình à. Chậm chậm xài luôn đi, khó mà giữ làm gì. Ủa cái này để gì? Biết để gì, thôi không quan tâm, đấm cái nghỉ. 4 giờ rồi.
sẽ cứ gặp mấy ma này hoài là sao đó. Ba chục không chết rồi, ghét thì chết, đánh ra đề, đánh ra đề bay cơ. Bài trên 50% hụt. Tôi thích thì chịu bán luôn. Né cái nữa không? Né 58% có khác. Bốn đam phải. Không cần. Rồi gặp ma nữa rồi. Đúng là đi đêm mỗi ngày gặp ma. Trời, nó giảm đúng cái chỉ số mạnh nhất của mình luôn. Chảy đường nguyên nữa. Sẽ rửa được rồi. Này 4 lực tay 27. Không. 27 chia 4. Ra là 7 đam mỗi cái. Cái kia cũng 7 đam, 34 chia 5. Giữ thôi. Lại gặp ma nữa rồi. À này, nó đánh vô mấy cái lời nguyền rồi. Không đúng. Khi chết không trời. Trời ơi, bốn phát gì nó né được. Rồi chết luôn rồi. Mất thêm một điểm máu của bạn.
cái giấy phép mua cho con kia, cung mua cho mình một. Cho cảm giác cái cung người đang yếu quá không? Đạm vẫn 32 mà. Ủa, mua lỗ mày? À, không sao. Sách này vẫn ngon hơn, ngon hơn ở trên, nhìn nhau đỏ, nhưng mà trong cái gũi có cái xuôi. Rồi nghĩ đây đang làm bây giờ.